Hello tất cả mọi người đã đến với kênh Admin Audio của mình nhé. Ở cuối tập trước, sau khi mấy người Tần Trần vừa kiến tạo xong nơi ở của mình, thì một người mặc áo giáp toàn thân đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt hắn rơi lên trên người Tần Trần, đồng tử quan sát thật kỹ Tần Trần, phản phất như đang tra xét gì đó, sau một hồi thì lạnh lùng lên tiếng nói. Nếu ta đoán không sai, vị này chính là Tần Trần vừa được bổ nhiệm làm phó điện chủ. Ha ha, quả nhiên tuổi còn trẻ đến mức người ta không thể tin được. Bất quá, một thánh tử thiên giới nho nhỏ, cũng không biết có năng lực gì, lại trực tiếp được bổ nhiệm làm đại diện điện chủ thật là buồn cười. Chân ngôn địa tôn biến sắc, mày nhíu lại, xem ra hàng xóm này rất không hữu hảo a. À. Tần Trần cũng nhíu mày. Người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt đi, thiên công ủy quyền phó điện chủ cũng không phải dễ làm như vậy. Tiếng nói vừa dứt, cường giả mặc áo giáp thân hình xoẹt một cái, biến mất không thấy gì nữa, trở về trong cung điện của mình. Tần Trần, xem ra trong bí cảnh tổng bộ này đối với quyết định để ngươi đảm nhiệm ủy quyền phó điện chủ rất là bất mãn. Chân ngôn địa tôn đi tới trước mặt Tần Trần, con mày nói: "Ha ha, vậy thì để bọn họ bất mãn đi." từng trần ta không cần người khác tán thành thần sắc từng trần lạnh nhạt dường như hoàn toàn không để trong lòng đi thôi đi đến nơi truyền thừa chân ngôn địa tôn và diệu quan tôn giả liếc mắt nhìn nhau hai mắt mở to từng trần hắn thật sự rất hào hiệp lại hoàn toàn không thèm để ý hai người cười khổ một tiếng lúc này nhao nhao theo sau từng trần đi tới nơi truyền thừa bọn họ nào biết từng trần thật sự không thèm để ý những gia hỏa này vị trí của hắn sao phải để ý đến ý nghĩa của người khác mà lúc bọn từng trần đi tới nơi truyền thừa rất nhiều trưởng lão cũng đã nhao nhao đi tới đại điện nghị sự yêu cầu cổ tượng thiên tôn và các phó điện chủ đưa ra một câu trả lời thuyết phục đối mặt với nghi ngờ của rất nhiều cường giả tổng bộ bí cảnh cổ tượng thiên tôn lại chỉ cho biết quyết định ủy quyền phó các chủ của tầng trần đến từ điện chủ đại nhân sau đó liền đuổi tất cả mọi người đi điều này làm cho rất nhiều trưởng lão buồn bực đến cực điểm quyết định của điện chủ đại nhân tự nhiên không phải bọn họ có thể thay đổi bất quá rất nhiều trưởng lão ánh mắt cũng đều lập lè nghĩ đến biện pháp khác ủy quyền phó điện chủ ha ha tuy có mệnh lệnh của điện chủ đại nhân nhưng vị trí này không phải ai cũng có thể ngồi muốn trở thành ủy quyền phó điện chủ trước tiên phải qua cửa ải của bọn họ đương nhiên tần trần không biết những chuyện này giờ phút này hắn đã đi tới nơi truyền thừa của tổng bộ bí cảnh vị trí truyền thừa của tổng bộ bí cảnh là một mảng hư không bí ẩn ở bên kia của thông thiên cực hỏa trụ có một mảnh tinh vân mênh mông tần trần cùng chân ngôn địa tôn và diệu quan tôn giả vừa xảy bước ra vừa tiến vào mảnh tinh vân này thân hình đã biến mất không thấy gì nữa tần trần cảm thấy trước mắt biến đổi còn không thấy rõ cảnh sát chung quanh liền cảm giác một cổ áp lực đáng sợ bao phủ tới một cổ uy áp đáng sợ trấn áp xuống bao phủ ba người tầng trần cổ uy áp này vô cùng đặc thù cũng không phải là một loại uy áp mạnh mẽ mà là một loại linh hồn áp bách hàng lâm xuống tầng trần thấy rõ bốn phía chung quanh là một mảnh hư không chung quanh hư không chính là hắc vụ mà trong hắc vụ này có một cánh cửa đen kịch trước cánh cửa này có một khối thiên thạch lơ lửng trên thiên thạch đang chiếm giữ một vị cường giả mặc áo giáp màu tím toàn thân tản ra khí tức cuồn cuộn trên thân lão giả này tán giật từng luồng từng luồng khí tức thiên tôn mịt mờ vậy mà là một vị thiên tôn bất quá khí tức thiên tôn này đã suy yếu vô cùng cũng không biết sống được bao lâu lão thái long chung nửa cái chân đều sắp bước vào mộ thọ nguyên đã đi tới phần cuối trong tay hắn đang điêu khắc một bức tượng gỗ bức tượng này là một con hùng ưng điêu khắc sinh động như thật trong quá trình điêu khắc từng tia từng tia ý vị đại đạo tràn ngập rất sống động toàn bộ bức tượng gỗ phản phất muốn hóa thân sinh linh phóng lên trời người này chính là cường giả thiên công tác trấn thủ nơi truyền thừa này lão giả cảm giác có người đến lúc này mở mắt nhìn thấy từng trần chân ngôn địa tôn diệu quan tôn giả đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc sau đó mỉm cười nói ba người các ngươi chính là từng trần vừa tới tổng bộ bí cảnh chân ngôn địa tôn và diệu quan tôn giả đúng không ta đã nhận được tin tức bổ nhiệm của các ngươi các ngươi có tư cách tiến vào nơi truyền thừa một lần bất quá không ngờ được chuyện thứ nhất sau khi các ngươi đạt được bổ nhiệm lại là tiến vào truyền thừa xem ra là nơi mà trẻ con có thể dạy bái kiến tiền bối chân ngôn địa tôn vội vàng cung kính nói đây là cường giả trấn thủ nơi truyền thừa có thể trấn thủ nơi này mỗi người đều là nhân vật đỉnh cấp của thiên công tác ta là lăng phong thiên tôn chẳng qua là lớn hơn các ngươi mấy tuổi mà thôi bây giờ đã là người nửa chân bước vào quan tài tiền bối không có ý nghĩa gì đâu lăng phong thiên tôn thẳng nhiên nói ngài là lăng phong thiên tôn đại nhân ngài còn sống chân ngôn địa tôn toàn thân chấn động bật thốt lên nhưng ngay lập tức biết mình lỡ lời thân hình không khỏi uống lượng sâu hơn mà từng trần và diệu quan tôn giả bên cạnh cũng hành lễ chỉ đầy bụng nghi hoặc lúc này trong đồ hắn truyền đến giọng nói chân ngôn địa tôn từng trần diệu quan lăng phong thiên tôn này chính là thiên tôn lâu năm trong thiên công tác là nhân vật cùng thế hệ với thiên tôn đại nhân chẳng qua nghe đồn hắn trong trận chiến ở viễn cổ thiên giới vì bảo vệ công tượng tác nên liều chết chiến đấu thân bị trọng thương tăng nguyên thiên tôn bị hao tổn không cách nào tiếp tục chiến đấu liền bế quan ở tổng bộ bí cảnh một lòng dốc sức tìm tu nghiên cứu khí đạo từ rất nhiều năm trước đã nghe đồn hắn đã chết không ngờ lại còn sống trấn thủ nơi truyền thừa này tần trần cũng thất kinh nhân vật của đại chiến ở viễn cổ thiên giới hắn cảm giác được quả nhiên trên người đối phương mặc dù tản mát khí tức thiên tôn nhưng cổ khí tức thiên tôn này lại hết sức yếu ớt đây là kết quả bản nguyên thiên tôn bị hao tổn đồng thời sinh mệnh chi hỏa của hắn vô cùng yếu ớt giống như một ngọn nến trong bóng đêm hấp hối hiển nhiên đối phương đã đi tới cuối sinh mệnh không có bao nhiêu thời gian để sống ha ha đúng là ta vẫn còn sống nhưng mà khoảng cách chết cũng không còn bao lâu nữa làng phòng thiên tôn này ngược lại hào hiệp ánh mắt rơi vào người từng trần ủy quyền phó điện chủ không thể tưởng được thiên tôn đại nhân lại ban cho ngươi một chức vị như vậy làng phòng thiên tôn khẽ lắc đầu làng phòng thiên tôn tiền bối cũng cảm thấy không ổn từng trần thẳng nhiên nói ha ha người trẻ tuổi ta không cảm thấy không ổn Lăng Phong Thiên Tôn cười ha hả, ủy quyền phó điện chủ, chỉ là một chức vụ mà thôi, lúc còn trẻ lão phu cũng không phải chưa từng làm, có gì để ý chứ, huống chi đây còn là mệnh lệnh của Thiên Tôn đại nhân. Ánh mắt Lăng Phong Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào từng Trần, Thiên Tôn đại nhân đã quyết định như vậy, trên người ngươi tức có phi phàm, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi nhớ kỹ, thiên công tác chúng ta, bản chất là luyện khí, nếu ngươi muốn trở thành phó điện chủ chân chính, nhất định phải hàng phục được trên phương diện luyện khí. Cũng may, các ngươi trước tiên liền đến nơi truyền thừa, xem ra, đạo luyện khí các ngươi vẫn có chút truy cầu. Lăng Phong Thiên Tôn thỏa mãn nói, từng trần mở trừng hai mắt còn chân ngôn địa tôn và diệu quan tôn giả thì lúng túng cúi đầu khụ khụ đối với luyện khí có mục tiêu bọn họ chỉ là vì qua đó chọn lựa bảo vật trong tàng bảo điện có thể chọn lựa được đồ tốt thích hợp hơn cho mình mới tới nơi truyền thừa đầu tiên thôi không ngờ lại khiến lăng phong thiên tôn hiểu lầm như thế đây là trọng địa truyền thừa của thiên công tác chúng ta lăng phong thiên tôn ngồi xếp bằng trên thiên thạch cười nói ba người từng trần nơi này kỳ thật cũng không phải là của thiên công tác ta mà là một nơi luyện khí truyền thừa của công tượng tác thời viễn cổ năm đó thiên tôn đại nhân và ta hăng hái chiến đấu mới có thể lưu lại ở đây các ngươi có thể cảm ngộ được đạo luyện khí của viễn cổ công tượng tác nhưng các ngươi có thể cảm ngộ được bao nhiêu thì phải xem ngộ tính của mỗi người các ngươi rồi nhìn thấy cánh cửa phía sau ta và đám hắc vụ này không lăng phong thiên tôn chỉ về phía sau tiến vào cửa tiếp nhận truyền thừa đi lăng phong thiên tôn nói các ngươi chia ra đi đừng đi cùng nhau lập tức cánh cửa này phát ra tiếng nổ vang ù ù chậm rãi mở ra một cái khe lập tức ba người tuần tự tiến vào bên trong cánh cửa từng trần vừa mới bay vào giữa cánh cửa kia một cổ lực lượng không thể tưởng tượng nổi tác động lên toàn thân cho dù ý chí của từng Trần vượt qua tuyệt đại đa số thiên tôn cũng không cách nào chống lại cổ lực lượng thần bí này không hề phản kháng từng Trần liền ngây ngốc đứng giữa không trung đồng thời ngẩng đầu nhìn trời một đạo lực lượng thiên đạo mênh mông hiện lên giữa bầu trời đen kịch những thiên đạo chi lực này không ngừng dũng động nhanh chóng ngưng kết thành bí văn pháp tắc chỉ thấy từng đường vân pháp tắc hiện lên vô số bí văn pháp tắc cơ bản bắt đầu từ đầu vậy mà bắt đầu biểu diễn từng chút một trước mắt từng trần từ cơ sở từng bước tăng lên nói rõ toàn bộ cảm ngộ về sau càng thêm nhiều bí văn pháp tắc hiện lên chung quanh quấn quanh từng sợi tơ pháp tắc bí văn giống như thế giới pháp tác xinh đẹp cảnh tượng trong bóng tối này bắt đầu từ quy tắc bí văn đơn giản nhất một chút phức tạp mở rộng bắt đầu biến ảo thành một thế giới giống như vậy mà tần trần thì hoàn toàn đắm chìm trong đó ngay cả tư duy cũng dừng lại bí văn trước mắt ngay từ đầu còn phi thường rõ ràng nhưng dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ không đúng tỉnh tỉnh lại tần trần gào thét loại cảm giác mơ hồ này lúc này mới tán đi lúc này tần trần mới khôi phục lại bình tĩnh sau lưng tần trần trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh đây là bị hù dọa hắn vậy mà nhớ rõ ràng cảnh tượng vừa rồi nhớ rõ mình tiến vào vùng thiên địa quỷ dị này sau đó bị lực lượng vô hình khống chế sau đó nhìn thấy cảnh tượng dung hợp pháp tắc ảo diệu trong thiên địa này hắn cảm giác được linh hồn của mình hình như sắp ngủ say mới có thể tự mình tỉnh lại ta mơ hồ bao lâu rồi từng trần giật mình cảm giác thời gian một lần nữa trong nháy mắt kinh hãi cái gì vậy mà đã qua ba ngày rồi trong lòng từng trần hoảng sợ khiếp sợ không gì sánh được hắn vẻn vẹn chỉ có một người ngưỡng ra vậy mà đã qua ba ngày trong ba ngày này tư duy của hắn giống như là ngừng lại căn bản không cách nào nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt nhìn quy tắc thiên địa bí văn trước mắt hình thành thật là đáng sợ nếu như không phải thực lực của từng trần đáng sợ lực lượng linh hồn có thể so với đỉnh cấp thiên tôn đạt được căn nguyên hỗn độn có lý giải đặc biệt với bản chất của thiên đạo hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó thẳng đến khi tư duy hoàn toàn mơ hồ thật không thể tin nổi linh hồn của ta đã cường thành loại trình độ này còn có hỗn độn thanh liên hỏa tỏa trấn cho dù là thiên tôn đỉnh phong sợ rằng cũng không cách nào trực tiếp làm cho ý chí của ta mơ hồ nhưng lực lượng thần bí trong nơi truyền thừa này lại khống chế ta chuyện này từng trần cảm giác được nơi truyền thừa này đáng sợ đúng rồi đây chính là nơi truyền thừa giao viễn cổ công tượng tác làm có thể không phải là không có ta cho dù là những thiên tôn kia chỉ sợ cũng có thể đến nơi này lực lượng thần bí của nơi này có thể khống chế được thiên tôn đương nhiên cũng sẽ khống chế ta chuyện này rất bình thường đây là lực lượng gì từng trần còn đang suy tư bất quá hắn cũng biết đây là bởi vì nơi truyền thừa này không có địch ý với mình nếu không hỗn độn thanh liên hỏa cùng rất nhiều lực lượng trong cơ thể hắn việc sẽ không để cho mình lâm vào loại cảnh giới này mà hiện tại trước khi hoàn toàn mơ hồ từng trần lại lợi dụng thực lực đáng sợ của mình khiến cho mình mạnh mẽ tỉnh lại trên bầu trời bức tranh bí văn minh môn kia còn đang diễn hóa dần dần trở nên rõ ràng thầm thúy minh môn không gì sánh được phản phất như một thế giới đang chậm rãi hình thành từng trần ngẩng đầu hắn hiểu truyền thừa còn chưa kết thúc trước đó chỉ là bắt đầu truyền thừa nếu như ý chí của mình không thủ vững ở trong trạng thái mơ hồ kia như vậy truyền thừa của mình liền kết thúc mà hiện tại truyền thừa còn đang tiếp tục trước mắt bí văn minh môn hiện lên diễn biến không ngừng giống như là một thế giới đang chậm rãi hình thành không đúng chính là một thế giới đang hình thành vô cùng rõ ràng bởi vì từng trần là người có được thế giới hỗn độn hắn từng cảm nhận rõ ràng sự hình thành của thế giới hỗn độn tự nhiên biết tất cả những thứ trước mắt này cùng với thế giới hỗn độn trong cơ thể mình hình thành vậy mà cực kỳ tương tự không thậm chí còn cao cấp hơn nhưng mà luyện khí cùng diễn hóa thế giới có quan hệ gì từng trần nhíu mày cẩn thận tập trung tư tưởng quan sát không ngừng khắc dấu vào trong đầu mình Tần trần vốn tưởng rằng truyền thừa luyện khí nơi truyền thừa này sẽ dạy một ít kiến thức luyện khí, nhưng lại không có, chỉ trực tiếp biểu diễn ra vô số quy tắc bí văn hình thành, vô số bí văn không ngừng sinh ra, càng ngày càng phức tạp, như là một thế giới chậm rãi sinh ra. Bí văn này, tựa hồ cùng với bí văn đồ vật truyền thừa của bổ thiên cung có hiệu quả như nhau. Bất quá, càng thêm phức tạp, mà bản đồ bí văn của bổ thiên cung lại càng thêm bản chất, chỉ thẳng trung tâm. Tần trần cẩn thận nhìn lại, đột nhiên nhìn ra một số thứ, tâm thần chấn động. Kỳ thực đến cảnh giới bây giờ của Tần trần cũng hiểu được rất nhiều. Bộ Thiên Cung và Công Tượng Tác, thật ra ở cùng một thời đại, đều là sản phẩm thời viễn cổ. Bất quá, hai cái cũng có khác biệt. Trong đó Công Tượng Tác làm là một liên minh thế lực luyện khí viễn cổ kết hợp lại, một tổ chức chính thức, có chút thế lực giống với khí điện trên Thiên Võ Đại Lục. Mà Bộ Thiên Cung lại là một thế lực luyện khí đỉnh cấp xa xưa, lệ thuộc vào Công Tượng Tác, nhưng lại là một trong những trưởng khống giả cao cấp nhất chẳng cách nơi truyền thừa của Công Tượng Tác này, có một ít tương tự với bí văn đồ của Bộ Thiên Cung, bí văn đồ của Bộ Thiên Cung đại biểu cho cơ sở của bí văn mà truyền thừa đạo văn trong tay thợ thủ công này thì diễn hóa ra thế giới hình thành cổ lực lượng thần bí kia bắt đầu khởi động giữa thiên địa một thế giới to lớn đang chậm rãi hình thành điều này làm cho từng trần nghe dạy ra bởi vì tác phẩm truyền thừa của thợ thủ công không phải là luyện khí bình thường mà là sáng tạo ra một thế giới trước mặt người thừa kế có cái gì luyện khí so với sáng tạo thế giới càng thêm đáng sợ nếu ngươi có thể sáng tạo ra một thế giới như vậy sao lại lo lắng không thể luyện chế ra một thanh binh khí đúng như tôn chỉ của bộ thiên cung thiên địa vạn vật đều có thể luyện khí thiên giới có thể hủy diệt cũng có thể như thần binh được tu bổ trong lòng tần trần chấn động ai cũng nói sau khi thiên giới bị phá hủy tiêu giao chí tôn và thiên công thiên tôn đại nhân tiến hành tu bổ cho thiên giới mới khiến thiên giới lần nữa chữa trị có lẽ thứ bọn họ sử dụng chính là năng lực sáng tạo thế giới này tần trần mở to hai mắt cẩn thận nhìn chăm chú hoàn toàn đắm chìm trong đó trong cơ thể hắn mặc dù có thế giới hỗn độn đã chứng kiến thế giới hỗn độn hình thành nhưng sau khi thế giới hỗn độn hình thành là đạt được căn nguyên hỗn độn tự nhiên diễn biến mà thành đồng thời từng trần chủ đạo mặc dù hắn đã tự mình trải qua tất cả những thứ này nhưng đối với hình thành trung tâm của nó lại không nắm giữ được theo thời gian trôi qua thế giới mênh mông kia hình thành khiến cho từng trần triệt để lâm vào trong một huyễn cảnh kỳ lạ ở trong huyễn cảnh thế giới hình thành ảo diệu không ngừng lấy góc độ nhỏ bé nhất của mình tiến hành triển lộ với từng trần xé nát những thứ thâm ảo do vũ trụ biến ảo hình thành giảng giải từng tất một dường như quá tỉ mỉ phản phất như có cường giả sáng tạo trực tiếp rút sự ảo diệu vào trong đầu việc này còn tốt hơn cả khi quan sát thế giới hỗn độn hình thành hiệu quả còn nhiều hơn nhiều càng thêm rõ ràng cũng để cho từng trần sau này khống chế và phát triển trên hỗn độn thế giới mang đến nhiều trợ giúp hơn dần dần một thế giới hoàn chỉnh hình thành thế nhưng diễn biến này còn chưa xong dần dần trong thế giới này bắt đầu có một số thứ gì đó sinh ra đó là cái gì từng trần mở to hai mắt đó là một loại sinh vật tế bào đơn độc nào đó sinh mệnh đây dĩ nhiên là sinh mệnh nguyên thủy ra đời sau khi thế giới hình thành trong thiên địa bắt đầu dần dần sinh ra một ít sinh vật chỉ tế bào những sinh vật này bắt đầu diễn biến vậy mà bắt đầu xuất hiện sinh mệnh sáng tạo sinh mệnh đây là lĩnh vực của thần chẳng lẽ luyện khí cũng có thể sao từng trần thực sự chấn động hắn điên cuồng khống chế bản thân đi cảm giác tất cả quan sát tất cả nhưng ý chí của hắn khi đến thời khắc sáng tạo sinh mệnh mấu chốt bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ điều này đã vượt qua cực hạn cảm ứng của hắn sinh mệnh tạo ra công tượng tác của nhân tộc làm trong thế giới hỗn độn hồng hoang tổ long tự hồ cũng cảm ứng được tất cả rung động nói điều này làm cho Tần trần lập tức vang lên trong hỏa giới lúc trước ở vạn tượng thân tàn trên bậc thang đó xuất hiện vô số sinh linh hỗn độn những sinh linh này giống như là thật sinh động như thật trong lời giảng thuật của hồng hoang tổ long tiền bối đây tự hồ là con đường mà một tồn tại đỉnh cấp nào đó ở thời đại hỗn độn đi ra đây là lĩnh vực của thần cấm thế nhưng cuối cùng tồn tại kia đã thất bại hắn sáng tạo ra sinh linh hỗn độn sinh động như thật nhưng những cái kia lại không phải là sinh linh chân chính hiện tại trong truyền thừa của công tượng tác đỉnh cấp của nhân tộc cường giả của nhân tộc viễn cổ cũng từng đụng vào cấm khu của thần giờ phút này lực lượng thần bí chung quanh vô cùng đáng sợ đã đến mức thiên tôn đỉnh phong đều không thể chịu đựng được nhưng mà tần trần đã chứng kiến thế giới hỗn độn sinh ra gặp qua sinh linh hỗn độn của hỏa giới tu luyện qua bộ thiên thuật của bộ thiên cung cho nên mới để hắn kiên trì đến một bước này thế nhưng đến nơi này tần trần cũng không kiên trì được nữa hắn nhìn chằm chằm vào thế giới đen kịt trong thiên địa kia hình thành vô số sinh linh bắt đầu sinh ra đây là cường giả luyện khí của nhân tộc viễn cổ lĩnh ngộ áo nghĩa nhưng bọn họ đã thành công sao chân chính sáng tạo ra sinh mệnh sao từng trần không biết hắn còn đang nhìn linh hồn điên cuồng phun trào liều mạng kiên trì nhưng mà không biết qua bao lâu từng trần hoàn toàn trầm luân ý chí hoàn toàn tiêu tán tất cả trước mắt ầm vang biến mất chờ đến khi từng trần tỉnh lại một lực bài xích đáng sợ đánh tới khiến cho thân thể từng trần quay cùng một cái liền bay ngược ra ngoài trực tiếp bay ra cánh cửa nơi truyền thừa đi ra bên ngoài từng trần bị đánh bay ra ngoài trong ánh mắt có vô tận rung động nếu như nếu như có thể kiên trì thêm một lát nữa thì tốt rồi thậm chí hắn đã thấy được sinh mệnh sinh ra nhưng loại thật sự có thể tạo ra sinh mệnh sao hắn không biết nhưng ít ra nếu như hắn kiên trì hắn sẽ nhìn thấy càng về sau, hiểu rõ càng nhiều. Nhưng, tu vi và tạo nghệ luyện khí của hắn vẫn còn quá thấp, chưa thể kiên trì đến mức về sau. Trên thực tế, từng trần không biết chính là, cảnh tượng hắn nhìn thấy, đã đến mức ngay cả thiên tôn cũng không thể thấy. Ta, à, ta, à, nếu như lại thêm mấy lần nữa là tốt rồi. Trái tim từng trần nhảy lên phanh phanh, hồn nhiên vong ngã, hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ trước đó. Hắn khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại, hồi tưởng hết thể lúc trước. Từng màn vô cùng rõ ràng. Cũng không biết trải qua bao lâu, từng trần chậm rãi thở ra một hơi, lúc này mới mở mắt trước mắt lăng phong thiên tôn chân ngôn địa tôn diệu quan tôn giả đều chớp mắt nhìn từng trần ta làm sao vậy từng trần ngạc nhiên nhìn ba người ba tháng ngươi đã cảm ngộ ba tháng chân ngôn địa tôn không nhịn được nói cái gì bản thân từng trần cũng sợ hãi kêu lên một tiếng phục hồi lại tinh thần đúng là đã qua ba tháng bất quá đây chỉ là hiện thực từng trần rõ ràng nhớ kỹ mình ở trong truyền thừa kia thậm chí trong cảm ngộ kia mình đã trải qua một thế giới hình thành với nguyệt minh môn kia sợ là ngàn năm vạn năm cũng không chỉ như vậy Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.